đi lái xe xong rồi mình đi lại cái tiệm tiệm nữ trang luôn ha. Thì đây là chiếc nhẫn mà Leo mua cho mình, tặng cho mình, tại vì anh nói người Mỹ là có chiếc nhẫn đeo ở tay này rồi là đã lấy chồng lấy vợ gì đó, người ta cần có một chiếc nhẫn trơn nữa thì ông xã mình mua, nhưng mà cái tay mình rất là nhỏ nên chiếc nhẫn này không có vừa, nên mình mới kêu Leo là thôi đi lại đó đi, có thể là làm nhỏ lại vừa với cái tay mình, chứ đeo vô nó rất là bự, mà nhìn nó chỉ là nhẫn trơn bình thường thôi vậy nè, nhìn nó thô thôi chứ nó cũng không có gì mà nó sang trọng gì hết trơn, mình cũng không thấy thích. Mà anh mấy bữa anh là anh mua về anh hỏi size mình size số mấy rồi anh làm bất ngờ, thì mình nói size số 6, mà size số 6 Việt Nam thì cái tay mình thì nó nhỏ xíu như đứa nít, thì cái chiếc nhẫn này mình chỉ đeo được ở ở tay này ngón này thôi thì nó xấu lắm, nên mình nói thôi đi lại đó thôi coi đổi lại được không hay như thế nào. Chiếc nhẫn này là ông xã mình đó là mua 554 đô á, thì ông xã mình đổi với lại mấy cái nữ trang mà cũ của ông xã thì ông xã bù 8 mấy đô hay gì đó, thì trị giá của này 500 mấy, mình lại đó coi sao, coi nó cho đổi hay làm gì này kia nọ, thì mình quay lại cho mấy bạn coi ha, share lại cho cả nhà mình coi ha, mình thích quay lại vậy đó ha. Ok chờ coi nha, đây là cái tiệm nữ trang ha, rồi mình đi vô bên trong coi sao ha. Bây giờ bên trong tiệm nữ trong rồi, hỏi anh chủ rồi mới được quay á. Anh chủ này dễ thương, mấy cái người làm cho anh chủ không thấy dễ thương gì trơn á, cái này là không biết chất liệu gì nữa không biết, mà cái tiệm nữ trang ở đây ha, thì hôm nay Leo mua chiếc nhẫn rồi mình không thích chiếc nhẫn đó, mình đổi lại mình lấy chiếc đôi bông kim cương, mấy cái này bằng bằng đá sapphire sapphire đồ quá trời. Thì thường thường mình thấy mấy người quay trong diamond, trong trong cái đó chắc ngọc trai rồi này kia nọ đó, mình quay hết vòng vòng cái tiệm cho mấy bạn coi ha. Thì cái tiệm này dạng tiệm nhỏ thôi, Leo của mình không thích cái này, cũng có vàng rồi, cái này chắc nghĩ là cái second hand quá, cái này qua tay rồi quá, mình cũng không biết nữa, quay lại cho mấy bạn coi thôi, cho cả nhà mình coi ha, cho thấy hàm vậy ha, vàng của người ta. Cái tiệm này tiệm nhỏ thôi, còn mấy tiệm mới lớn quá trời bự luôn đó kìa. Cái này có nhiều khi có những nhiều người người ta có rồi người ta đem vô đây người ta đổi, người ta đổi chát, người ta lấy là cái mới. Ông chủ này nhìn rất là thân thiện ha. Đó, cái đó là phía ngoài ha. Đó, mấy cái này nè, ai muốn mua muốn đổi gì cũng được hết. Cái này là bằng bằng vàng trắng hay là bằng bạc gì đó, tùy người nào thích, người ta cân đo đong đếm đồ này kia nọ nè. Đó. Đẹp quá. Để mình đi qua đây nè. Cái tủ ở giữa này là cái gì đây? À, nó quá trời thứ luôn. Nó quá trời thứ luôn. Cái này là vàng luôn quá. Nhưng mà cái tiệm này nói chung là nó cũng không có mà xuất sắc gì đâu, nhưng mà nó có thể làm theo ý của mình đó. Đúng không? Nó có thể làm theo ý của mình. Rồi mình quay để cho coi nè. Kim cương không á. Kim cương nó chiếu 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 chiếu. Kim cương nó có đủ màu luôn nha, thường thường là người ta chọn màu trắng thôi, ngọc trai đồ này kia nọ, nhưng mà nó có màu xanh rồi nè, mấy cái này là kim cương không á, sao mà nó chiếu chiếu được, đa phần kim cương hết đó. Nếu ai mà xài kim cương rồi mới biết, chứ nếu không là không có biết, tại vì kim cương nó có cái ánh sáng nó khác với lại vàng ha. Thì để lát mình quay lại cái cảnh đó cho, toàn là kim cương không á nha, đẹp quá trời đẹp à. Đẹp quá trời đẹp. Đồ bông nó cũng rất là đẹp ha, mình thích quá, có gì mình sẽ ra mua những cái đồ nhỏ nhỏ mình đeo. Đẹp quá trời đẹp. Cái này phải kim cương không ta? Ok, đây là cái
mình đổi chiếc nhẫn ha, mình lấy cái đôi bông kim cương này không biết leo trả bao nhiêu, kệ anh đi, anh trả nhiều trả. Mình đi qua đây mình quay cái cảnh ở bên đây nữa ha, cái vàng, cái tiệm ông chủ này, anh chủ này anh dễ thương ghê cùng luôn. Nếu mà có ai tới thì lại đi mua ha, anh chủ rất dễ thương. Đó, đó toàn là kim cương không ha. Thì mình mua một dải bông nằm ở trong đây nè, mình thích những cái nhỏ nhỏ thôi ha, mình không có thích, không thích những cái bự bự ha, nhỏ nhỏ mà những nhuyễn nhìn nó đẹp ha. Ừ. Nè, đó là kim cương đó nha. Đó, kim cương nó có ánh chiếu chiếu lên á. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, kim cương không à. Ông chủ này giàu quá, ai mà ginh được ông chủ này cũng sướng lắm nè. Anh chủ anh giàu mà anh dễ thương nha. Ở đây người ta có máy móc để người ta sửa luôn ha. Rồi chiếc nhẫn kim cương này của mình á, thì mấy bữa mình mua thì mình phải ở bên Việt Nam á, vài tháng mình ra mình cover lại, nhưng mà ở đây người ta làm cho mình luôn. Thấy dễ thương đâu, thấy cái tiệm này là thích rồi đó. Mấy bữa anh leo anh nói ở đây ông chủ dễ thương đồ này kia, mình không có tin, tại vì mình nói không biết người ta tốt hay không, mà giờ mới biết là cái anh này tốt ha. Đó là vòng vòng cái tiệm ha, thì bên ngoài bước vô vòng vòng tiệm qua. Đó, mình mua xong rồi giờ mình chuẩn bị đi về ha. Đây mình chụp cái cửa tiệm ha, để khi mà mình đăng hình lên thì mình đăng cái tấm này nó đẹp nè. Kim cương đó, mấy cái tấm này đẹp quá trời đẹp. You want anything else? Cửa tiệm của anh. Ok, mình mua xong rồi, bây giờ mình ra ha. Nếu mà các bạn nào mà có lại đây á, thì lại cái tiệm này ha. Tên của anh này ở đây nè, đó. Đó, anh rất là dễ thương. What is his name? Steve. 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 And how about the name of the store here? Public Jewelry Exchange. Ok. Ok ha, quay một chút cho cả nhà mình coi ha. Đó là vòng vòng cái tiệm ha. Xong rồi có chuyện gì mình quay clip sau ha. Ok, bye bye ha, bye bye. Bye bye.